giới thiệu chiếc hộp số của hãng Tamiya, số 13 cấp đây, các bạn nhìn đây, khi cài ở chỗ này nó sẽ chạy nhanh, chạy vừa vừa nó sẽ chậm. Nhìn đây, cài số này bình thường nó ở số giữa, tại mình cài đấy. Xong mình cài sang số này. Nhìn thì nó đơn giản thôi nhưng mà nó cấu tạo nó như thật. Sức kéo thì cũng có thể kéo lên đến cả 100 cân. Mặc dù đây nó toàn là bánh răng nhựa hết, nhưng rất khỏe.